Aristotle là một trong ba trụ cột của nền văn minh Hy Lạp cổ đại, cùng với Plato và Socrates. Ông là học trò xuất sắc của Plato và là thầy của Alexandros Đại Đế. Những tư tưởng của Aristotle đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nền triết học, khoa học và văn hóa phương Tây. Aristotle là một nhà triết học và khoa học có kiến thức uyên thâm về nhiều lĩnh vực, bao gồm triết học, logic, vật lý, sinh học, tâm lý học, chính trị học, đạo đức học, mỹ học. Ông được coi là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. Hôm nay Tâm Podcast xin giới thiệu 100 câu nói tinh hoa của triết gia Hy Lạp vĩ đại Aristotle. 1. Niềm vui tuyệt vời nhất là niềm vui của sự học hỏi. 2. Sự xuất sắc không bao giờ là một điều tình cờ. Nó luôn là kết quả của dự định cao, nỗ lực thực sự và thực thi thông minh. Nó đại diện cho lựa chọn thông thái giữa rất nhiều lựa chọn thay thế lựa chọn chứ không phải cơ hội, quyết định định mệnh của bạn. 3. Có một chút khác biệt nhỏ giữa người với người, nhưng khác biệt nhỏ ấy tạo nên khác biệt lớn. Khác biệt nhỏ đó là thái độ. Khác biệt lớn là liệu nó tích cực hay tiêu cực. 4. Một dấu hiệu riêng biệt của kiến thức uyên thâm là khả năng truyền dạy. 5. Bạn sẽ không bao giờ làm được điều gì trong thế giới này mà không có sự can đảm. Nó là phẩm chất tuyệt vời nhất của tâm trí bên cạnh danh dự. 6. Bằng chứng rằng bạn biết điều gì đó là bạn có thể dạy nó. 7. Vẻ đẹp cá nhân là một lời giới thiệu tuyệt vời hơn bất cứ thư giới thiệu nào. 8. Người vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân sẽ thực sự tự do. 9. Tuổi trẻ dễ bị lừa dối vì dễ hy vọng. 10. Hiểu được bản thân là khởi nguồn của mọi trí tuệ. 11. Thông qua kỷ luật đạt tự do. 12. Trong tất cả mọi thứ của tự nhiên, có một điều gì đó kỳ diệu. 13. Giáo dục tâm trí mà không giáo dục con tim thì không giáo dục được gì cả. 14. Bí mật của sự hài hước là làm ngạc nhiên. 15. Tôi coi người gan dạ là người vượt qua thèm muốn của bản thân hơn là người chiến thắng kẻ thù. Chiến thắng khó khăn nhất là vượt qua chính mình. 16. Những thói quen ta hình thành trong thời thơ ấu tạo ra khác biệt không nhỏ, nhưng đúng hơn, chúng tạo ra tất cả khác biệt. 17. Mọi hành động của con người nằm trong một trong 7 nguyên nhân sau: cơ hội, tự nhiên, ép buộc, thói quen, lý trí, đam mê và khát khao. 18. Niềm vui trong việc làm tạo ra sự hoàn hảo trong công việc. 19. Nó thì dễ để thực hiện một hành động tốt, nhưng không dễ để đạt được thói quen ổn định của những hành động đó. 20. Học tập không phải là trò chơi trẻ con, chúng ta không thể học được gì mà không có tổn thương. 21. Chính trong suốt những khoảnh khắc tối tăm nhất là lúc chúng ta phải tập trung để nhìn thấy ánh sáng. 22. Tất cả mọi người phải cố gắng theo những gì đúng, chứ không phải những gì được thiết lập. 23. Người mà biết thì làm, người mà hiểu thì dạy. 24. Vẻ đẹp của tâm hồn tỏa sáng khi một người đàn ông mang theo sự điềm tĩnh khi gặp sự không may liên tiếp. Không phải bởi vì anh ta không cảm thấy nó, mà bởi vì anh ta là người có khí chất cao quý và anh hùng. 25. Học hỏi là đồ trang hoàng trong sự thịnh vượng, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh và là nguồn dự phòng khi tuổi già. 26. Chỉ trích là điều có thể tránh được một cách dễ dàng bằng cách không nói gì cả, không làm gì cả và không là gì cả. 27. Chúng ta là những gì chúng ta làm thường xuyên. Sự xuất sắc, do đó, không phải một hành động mà là một thói quen. 28. Những thói quen tốt hình thành khi còn trẻ tạo nên tất cả sự khác biệt. 29. Người khôn ngoan nói khi họ có điều gì đó cần nói, kẻ khờ nói bởi họ phải nói điều gì đó. 30. Hãy ý thức rằng chúng ta đang nhận thức hoặc đang suy nghĩ, nghĩa là chúng ta nhận thức được sự tồn tại của chúng ta. 31. Tất cả con người có bản chất là khao khát hiểu biết. 32. Ai không thể là một người cấp dưới tốt thì không thể là một nhà lãnh đạo tốt. 33. Năng lượng của tâm trí là bản chất của cuộc sống. 34. Sức khỏe là vấn đề của sự lựa chọn, không phải điều bí ẩn của sự ngẫu nhiên. 35. Lòng can đảm là phẩm chất đầu tiên của con người, bởi vì nó là phẩm chất cho phép có các phẩm chất khác. 36. Phẩm cách không bao gồm việc sở hữu những danh hiệu, nhưng ở ý thức rằng chúng ta xứng đáng với chúng. 37. Hy vọng là giấc mơ khi đang thức. 38. Không phải luôn như nhau để trở thành một người đàn ông tốt và một công dân tốt.
39. Không tâm trí tuyệt vời nào đã từng tồn tại mà không vướng chút điên rồ. 40. Hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng ta. 41. Dễ dàng để bất cứ ai trở nên giận dữ, tuy nhiên tức giận với đúng người, đúng mức độ, đúng thời điểm, đúng chủ định và đúng cách thì không dễ và trong khả năng của tất cả mọi người. 42. Một người là bạn của tất cả thì chẳng là bạn của ai. 43. Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc đời, toàn bộ mục tiêu và kết thúc của sự tồn tại con người. 44. Bạn càng biết nhiều, bạn càng biết là bạn không biết. 45. Chúng ta sống trong những việc ta làm, không phải trong những năm tháng, trong suy nghĩ, không phải trong hơi thở, trong cảm xúc, không phải trong những con số trên mặt đồng hồ. Chúng ta nên đếm thời gian bằng những nhịp đập của tim. Người sống nhiều nhất là người nghĩ nhiều nhất, cảm nhận cao thượng nhất và hành động tốt đẹp nhất. 46. Sự kiên nhẫn thì đắng, nhưng quả của nó thì ngọt. 47. Để viết hay, hãy thể hiện mình như những người thường, nhưng suy nghĩ như một người thông thái. 48. Mục đích của nghệ thuật không đại diện cho hình thức bên ngoài của sự vật, mà là ý nghĩa bên trong của chúng. 49. Người có trí tuệ lớn phải quan tâm nhiều đến sự thật hơn là những gì người khác nghĩ. 50. Mong muốn kết bạn là công việc mau lẹ, nhưng tình bạn là một thứ quả chín một cách chậm rãi. 51. Để dẫn dắt một dàn nhạc, bạn phải quay lưng lại với đám đông. 52. Thiên hướng của bạn nằm ở nơi tài năng của bạn và những đòi hỏi của thế giới giao nhau. 53. Tất cả đức hạnh được tóm gọn đều nhằm để sống chính trực. 54. Một người là bạn thân nhất của chính họ và thích có khoảng không gian riêng, trong khi người không có đức hạnh hay năng lực là kẻ thù tồi tệ nhất của chính họ và sợ cảnh cô đơn. 55. Tính hèn hạ không chữa trị được, nó không thể trị được bởi tuổi già hay bởi bất cứ thứ gì khác. 56. Đã từng bị cai trị mới có thể trở thành một người cai trị tốt. 57. Người trẻ tuổi yêu thích vinh dự và chiến thắng hơn tiền bạc. 58. Thời gian làm vỡ vụn mọi vật, mọi thứ trở nên cũ kỹ dưới sức mạnh của thời gian và bị lãng quên với sự trôi đi của thời gian. 59. Con người đạt được một phẩm chất đặc biệt bằng cách hành động liên tục theo một cách đặc biệt. Những hành động của bạn tạo nên bạn, những hành động ôn hòa tạo nên phẩm chất ôn hòa, những hành động dũng cảm tạo nên phẩm chất dũng cảm. 60. Đầu tiên, có một lý tưởng, mục tiêu thiết thực, rõ ràng và xác định. Thứ hai, có những phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu, tri thức, tiền bạc, vật chất và phương pháp. Thứ ba, hướng tất cả các phương tiện của bạn vào mục tiêu đó. 61. Mục đích của sự khôn ngoan không phải là để đảm bảo niềm vui, mà là để tránh đau đớn. 62. Chúng ta phải không được hèn nhát, hấp tấp, vội vàng mà phải can đảm. 63. Tình yêu bao gồm một linh hồn duy nhất ngự trị trên hai cơ thể. 64. Những hành động tạo nên đức tính của một người. Điều tốt của con người là sự lao động xuất sắc của tâm hồn trong một cuộc đời trọn vẹn. 65. Con người luôn tìm kiếm mục tiêu. Cuộc đời của họ chỉ có ý nghĩa nếu họ biết vươn tới và cố gắng cho mục tiêu của mình. 66. Người bạn tốt nhất là người luôn mong muốn cho tôi những điều tốt đẹp nhất một cách thực tâm. 67. Những niềm vui nảy sinh từ suy nghĩ và học hỏi sẽ khiến ta suy nghĩ và học hỏi nhiều hơn nữa. 68. Chúng ta trở nên can đảm bằng cách thực hiện những hành động can đảm. 69. Mặc dù chúng ta yêu cả sự thật lẫn bạn bè của mình, tuy nhiên đạo đức đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng sự thật trước tiên. 70. Người trốn tránh, sợ hãi tất cả mọi thứ và không có lập trường trở thành kẻ hèn nhát. 71. Là điều tốt với việc thức dậy trước khi trời sáng, vì những thói quen như vậy đóng góp vào sức khỏe, sự giàu có và trí tuệ. 72. Một người bạn là một bản ngã thứ hai, do đó nhận thức của ta về sự tồn tại của một người bạn khiến ta có nhận thức đầy đủ hơn về sự tồn tại của chính mình. 73. Hạnh phúc là một đặc tính của tâm hồn, chứ không phải một chức năng thuộc hoàn cảnh vật chất của một người. 74. Một con én không làm nên mùa hè, một ngày đẹp trời cũng như vậy. Tương tự, một ngày hoặc khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi không làm cho một người hạnh phúc hoàn toàn. 75. Thật là vô lý khi cho rằng một người nên xấu hổ về việc không có khả năng tự vệ bằng tay chân của mình.
nhưng không xấu hổ về việc không có khả năng tự vệ bằng lời nói và lý trí, vì việc sử dụng lời nói có lý trí là điểm phân biệt của con người hơn là sử dụng tay chân của người đó. 76. Người không biết hối hận thì không thể chữa được. 77. Chính sự đơn giản làm cho những người không có học thức hữu hiệu hơn những người có học thức khi nói chuyện với các thính giả bình dân. 78. Người yêu dữ dội thì cũng ghét dữ dội. 79. Khách sẽ đánh giá bữa tiệc tốt hơn người nấu. 80. Số lượng chủ sở hữu càng lớn thì sự tôn trọng tài sản chung càng ít. Mọi người cẩn thận nhiều hơn đối với tài sản cá nhân của họ so với những tài sản thuộc sở hữu chung. Họ chăm lo cho tài sản chung chỉ trong trường hợp cá nhân họ bị ảnh hưởng. 81. Thuốc giải cho 50 kẻ địch là một người bạn. 82. Bản tính tốt là điều kiện bắt buộc và là yếu tố quyết định chính của hạnh phúc, là mục tiêu mà tất mọi người đều hướng đến. 83. Là không thể hoặc không dễ dàng để thay đổi bằng lý lẽ điều mà thói quen đã hình thành từ lâu. 84. Đức hạnh nằm trong khả năng của chúng ta, và những thói xấu cũng vậy, bởi vì nó nằm trong khả năng của chúng ta để hành động thì cũng nằm trong khả năng của chúng ta để không hành động. 85. Những người không thể can đảm đối mặt với nguy hiểm là đầy tớ cho những người tấn công họ. 86. Giá trị cốt lõi của cuộc sống phụ thuộc vào nhận thức và sức mạnh của sự chiêm nghiệm hơn là chỉ dựa vào sự sinh tồn. 87. Bắt đầu dường như là đã đi được hơn nửa quãng đường. 88. Chính tính cách của họ thực sự làm nên con người họ. Nhưng đó cũng là lý do tạo ra những hành động khiến họ hạnh phúc hay không. 89. Thậm chí một số người đã cố lừa dối tôi nhiều lần. Tôi vẫn sẽ không mất niềm tin rằng ở đâu đó có ai đó xứng đáng với sự tin tưởng của tôi. 90. Chúng ta nên cư xử với bạn bè mình như cách chúng ta muốn bạn bè mình cư xử với chúng ta. 91. Thậm chí trong nghịch cảnh, sự cao quý vẫn tỏa sáng khi một người chịu đựng những bất hạnh dữ dội lặp đi lặp lại với sự kiên nhẫn, không vì sự vô cảm mà từ sự rộng lượng và vĩ đại của tâm hồn. 92. Chúng ta đạt được một phẩm chất cụ thể bằng cách hành động theo một cách cụ thể. 93. Hạnh phúc do đó được tìm thấy như một cái gì đó hoàn hảo và đầy đủ mà những việc làm của chúng ta nhằm để hướng đến nó. 94. Trong bần cùng và những bất hạnh khác của cuộc đời, những người bạn thật sự là nơi nương tựa vững chắc. 95. Những điều khó xảy ra vẫn có thể xảy ra. 96. Kinh nghiệm đạo đức: việc sở hữu thực sự và thực hành đức tính tốt thì thực sự cần thiết để hiểu các nguyên tắc đạo đức và áp dụng chúng một cách có ích. 97. Những đức tính tuyệt vời nhất là những đức tính hữu ích nhất cho những người khác. 98. Công lý là điều đẹp đẽ nhất và sức khỏe là điều tốt nhất, nhưng điều ngọt ngào nhất là khát khao của con tim. 99. Chúng ta trở nên chính nghĩa bằng cách rèn luyện các hành động chính nghĩa, trở nên tự chủ bằng cách tập luyện sự tự chủ, và can đảm bằng cách thực hiện các hành động can đảm. 100. Luôn có một nơi dại dột trong bộ não của người khôn ngoan nhất. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Tâm Podcast. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.